Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một trò mới, đó là trò lắc xúc xắc thành một cột, tức là nó sẽ chồng lên nhau thành một đường thẳng á. Thì trò này thì các bạn thường chỉ thấy ở trên phim ảnh hoặc trên TV thôi nhé các bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách thật là để các bạn làm cái trò này thật là nhanh, thật là đơn giản. Thực ra trò này rất chi là đơn giản nhé các bạn. Thì trước tiên mình sẽ làm cho các bạn với mình sẽ làm bằng 6 viên xúc xắc nhé các bạn. Mình sẽ lắc cho các bạn xem nhé. Mình sẽ lắc bằng 6 viên xúc xắc nhé. Do cái viên xúc xắc này nó rất là nhỏ nên cái loài này rất là nhỏ nên rất là khó lắc nên mình phải lắc nhiều lần hơn. Còn các bạn mới chơi thì các bạn nên dùng cái loại xúc xắc to gấp rưỡi cái loại xúc xắc này nhé các bạn. Tức là xúc xắc loài 19 ly ấy, loài đó thì làm rất là dễ và nó hình vuông hơn. Còn cái này là cái cảnh của nó có hình tròn thì sẽ khó để tập luyện hơn nhé các bạn. Cái này là mình tập luyện quen rồi nên mình xóc 6 viên nhỏ như thế này cũng được. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn sơ qua cho các bạn những điều cần biết trước khi chơi cái trò này nhé các bạn. Thì cái ống mà để lắc cái xúc xắc này á, thì mình làm từ cái ống PVC các bạn nhé. Các bạn có thể tận dụng ở đâu đó rất là rẻ tiền. Rất là rẻ tiền nhé các bạn. Còn viên xúc xắc này các bạn có thể mua trên mạng hoặc là mua trên mạng thì rất là nhiều nhé các bạn. Đấy. Thì các bạn nên biết á, thì cái nguyên lý để mà cái viên xúc xắc nó có thể nằm trên một đường thẳng chồng lên nhau á. Thực ra thì cái nguyên lý để lắc xúc xắc nó chồng lên nhau rất là đơn giản nhé các bạn. Ở đây thì họ lợi dụng cái nguyên lý ấy, tức là có cái lực quán tính ấy. Thì như các bạn đã thấy ấy, thì cái lỗ tròn và cái lỗ của cái ống lắc ấy, thì nó hình tròn đúng không ạ? Bắt buộc chúng ta muốn lắc để xúc xắc nó chồng lên nhau thì chúng ta phải lắc hình vòng cung như thế này đó. Và khi mà mình lắc hình vòng cung như vậy ấy, thì cái viên xúc xắc nó sẽ đi theo một đường thẳng ở phía trong này. Đấy, như các bạn thấy thế này đó. Để mình cho các bạn xem cái xúc xắc nó khi nó nằm ở trong thì đấy các bạn thấy không, khi nó nằm ở trong cái ống này thì nó sẽ nằm thẳng hàng nhau á. Thì điều bắt buộc của mình là phải lắc xúc xắc nó đi theo hình vòng cung này. Thì khi mà nó đi theo hình vòng cung như thế á, thì nó sẽ nằm chồng lên nhau ở trong cái hộp này rồi. Thì điều quan trọng của mình khi mà mình ở cái điểm dừng cuối cùng á, thì mình phải dùng lực thật mạnh nhé các bạn, không phải là mạnh lắm nhưng mà cũng phải dùng lực mạnh nhé các bạn hả? Dùng lực mạnh để lắc một cái cuối cùng á. Đấy các bạn thấy không, thì mình khi mà cái lắc cuối cùng á, cái đưa tay cuối cùng á, thì mình phải lắc một cái thật mạnh sang bên này thì nó sẽ nằm lên chồng lên nhau nhé các bạn. Đó. Và bây giờ thì mình sẽ nói rõ hơn một chút nhé các bạn. Thì với người mới tập lắc xúc xắc á, thì điều căn bản cuối cùng á, mình phải lắc làm sao cho cái xúc xắc nó ở trong cái nó không bị rơi ra nhé các bạn. Thì để lắc được như vậy thì mình phải lắc cái cổ tay thôi nhé các bạn. Đó, mình lắc như thế này, lắc cái cổ tay nhiều hơn nhé các bạn. Đấy, rồi sau khi lắc được như vậy á,
thì khi mình để xúc xắc xuống dưới đất thì mình phải để hơi nghiêng nghiêng khoảng 25 độ dưới đất các bạn, như thế này đó. Đấy, nghiêng thế này nhé các bạn. Đấy, và lắc cái hình vòng cung nhé các bạn, lắc cái hình vòng cung nhé. Đấy thì khi cái thời điểm mà các bạn gần cái lúc các bạn muốn cho cái xúc xắc nó nằm chồng lên nhau ở cái thời điểm cuối cùng ấy, thì lúc đó mình sẽ từ từ mình đặt sát cái miệng ống vào xuống dưới đất hơn nhé các bạn. Thì lúc đầu mình lắc như thế này nhá. Đó, mình ví dụ như thế nhé, lúc đầu mình lắc như thế này đó, sau đó mình đưa ống xuống đất. Đấy, đưa ống xuống đất thì mình phải để nghiêng khoảng 25 độ thôi nhé các bạn. Và khi nghiêng 25 độ thì mình phải hạ xuống từ từ, miệng ống nó sát vào mặt đất nhé các bạn. Đấy, và sau đó ở cái điểm cuối cùng là mình đưa cái tay thật mạnh, dùng lực thật mạnh để mục đích là để cho viên xúc xắc nó đi theo quán tính đó, là nó tới cái điểm này nó nằm thẳng một đường thẳng nhé các bạn. Đấy, vậy thôi, thì rất là đơn giản như vậy. Thì các bạn nên tập theo ba bước, đó là bước đầu tiên là lắc xúc xắc thế này đó, lắc xong đó khi đưa xuống cái đất đấy, đưa thế này đấy. Xong đưa xuống cái đất là để nghiêng đấy, sau đó để nghiêng xong đó lại đưa từ từ cảm nhận lực nữa các bạn đó. Sau đó là mình đưa mảnh tay một cái thật mảnh tay và cũng theo hình vòng cung nữa các bạn, thì từ xúc xắc nó sẽ từ nằm chồng lên nhau trên một đường thẳng nhé các bạn. Đấy, thực ra cái trò này rất là đơn giản, không có gì khó nhé các bạn. Mình tập đúng 2 lần là mình làm được rồi đấy. Thì chúc các bạn thành công nhé.